Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư của công dân xã Hồng An, huyện Kim Động. Một cơ quan chức năng trả lời đơn thư, chúng tôi trích dẫn công văn trả lời đơn thư của công an huyện Yên Mỹ. Cuối chương trình là thông báo chuyển đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Ngô Thị Di, thôn Phương Tòng, xã Hồng An, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư hỏi về việc thôn Phương Tòng có 7 cái ao do địa phương quản lý, nhưng đến nay chỉ còn 3 cái ao, 4 ao còn lại đã bị san lấp. Phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình đã đi xác minh sự việc và có phản ánh sau. Tiếp và làm việc với phóng viên có công dân Ngô Thị Di và ông Hoàng Văn Bắc, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An cùng công chức địa chính xã. Tại buổi làm việc, ông chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo về những diện tích ao của thôn Phương Tòng mà công dân Ngô Thị Di có thư hỏi. Đối với ao ông Thương đã cấp đất giãn cư trước năm 1986, ao ông Vượt đã cấp giãn cư năm 1992, ao ông Cải đã cấp năm 1990. Hiện có ao ông Bắc, diện tích theo bản đồ là 3.500 m², hiện trạng có bị lấn chiếm, lấp giữ đất của các gia đình xung quanh và đã kiểm tra hiện trạng còn khoảng 3.000 m². Ao ông Thiệu vẫn là ao quy hoạch bãi xe. Ao sân kho vẫn là ao, diện tích theo bản đồ 3.590 m², hiện trạng có bị lấn chiếm, lấp giữ đất của các gia đình xung quanh, làm lối đi sang đường, mở rộng khu nhà văn hóa, đã kiểm tra hiện trạng còn khoảng 3.000 m², quy hoạch bãi xe. Trong quá trình quản lý đất đai, thời điểm trước năm 1993, thôn xã đã xét cấp 4 ao cho các hộ gia đình đông con. 3 ao hiện nay vẫn còn. Quá trình quản lý, sử dụng đất, các hộ xung quanh có cạp lấn ra ao. 3 cái ao mà địa phương đang quản lý cũng có cái tình trạng là khi mà người dân phá dỡ các cái công trình xây dựng thì cũng có đổ các cái chất thải rồi vật liệu xây dựng ra cái bờ ao, để thứ nhất là họ cũng lý là giữ cái bờ ao để đỡ sạt lở, rồi và để cũng có cái hiện tượng là lấn chiếm. Thì cái góc độ này thì chúng tôi cũng thường xuyên là nhắc nhở các thôn rồi công chức có liên quan để kiểm tra giám sát, và tới đây thì cũng sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân rồi giao nhiệm vụ cho các thôn tiếp thường xuyên là kiểm tra phát hiện các cái vi phạm đó của các cái hộ xung quanh các cái ao mà địa phương đang quản lý. Là công dân sống trên địa bàn, do không biết số diện tích 4 cái ao đi đâu, công dân có gửi đơn thư hỏi Đài Truyền hình Hưng Yên và trong buổi trao đổi giữa phóng viên, lãnh đạo địa phương, bà Di đã được giải thích và hiểu rõ những kiến nghị của mình. Không biết để hỏi cấp trên để giải trình cho chúng tôi biết. Bây giờ giải tỏa được rồi thì tôi rất phấn khởi, rất mừng. Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến thắc mắc về các vấn đề dân sinh tại địa phương, công dân hãy liên hệ trực tiếp đến chính quyền địa phương để được giải đáp, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập nhận được đơn thư của công dân Hoàng Thị Hương, địa chỉ thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư kêu cứu và đề nghị về việc chồng của bà là ông Vũ Văn Hào bị đánh. Từ khi xảy ra sự việc ngày 28 tháng 1 năm 2023, công an huyện Yên Mỹ đã thụ lý hồ sơ và đưa chồng của bà đi giám định thương tích ở Bộ Công an, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn công dân đến công an huyện Yên Mỹ và nhận được thông báo trả lời như sau. Ngày 7 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ nhận bàn giao hồ sơ của Công an xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ kèm theo đơn trình báo ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Vũ Văn Hào, sinh năm 1971, nơi cư trú, thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, với nội dung vào khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2023. Khi Hào đang ở nhà mình thì bị anh trai là Vũ Văn Hiên, sinh năm 1962, và Vũ Anh Dũng, sinh năm 1993, là con trai Hiên, đều cư trú tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đến chửi và đánh Hào. Hiên dùng chân tay không đấm mà đá vào mặt người Hào. Còn Dũng
dùng hai côn khúc bằng gỗ, mỗi khúc dài 24cm, vụt vào đầu và mặt Hào, làm Hào bị thương tích, chảy máu ở vùng mặt và đầu. Hậu quả, Hào phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đến ngày 23 tháng 2 năm 2023 thì ra viện. Sau khi xảy ra sự việc thì anh Hào đi cấp cứu và điều trị thương tích, không trình báo sự việc. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định thương tích đối với ông Vũ Văn Hào, sinh năm 1971, nơi cư trú thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 7 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc nêu trên với lý do đã hết thời hạn xác minh nhưng chưa nhận được kết luận giám định thương tích của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ nhận được bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 4646 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đối với thương tích của ông Vũ Văn Hào, sinh năm 1971, nơi cư trú thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông Vũ Văn Hào tại thời điểm giám định là 36%. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc nêu trên. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Anh Dũng, sinh năm 1993, nơi cư trú thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, về tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 3, điều 134 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có phiếu chuyển đơn của những công dân sau đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Nguyễn Hữu Chính, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Công an tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Trần Ngọc Lập, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Trần Văn Đặng, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Như Anh, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Đức Thụy, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Đặng Xuân Mạnh, tổ dân phố Văn Huế, Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Tạ Thị Thủy, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, chuyển đến Ủy ban nhân dân thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Trịnh Thị Nhương, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Vũ Mạnh Giáp, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Hằng Hải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Lâm Văn Sản, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Bùi Bá Linh, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Long, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Vũ Thị Thúy Đạc, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là cầu nối thông tin giữa cơ quan chức năng và công dân, sau khi nhận được đơn thư công dân, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ xem xét nội dung và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư tuần này chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.